Tiếp theo chương trình là những thông tin về giá cả thị trường một số loại nông sản. Ngày hôm nay giá lợn tại miền Nam tiếp tục có nơi giảm đến 4.000 đồng một kg, trong khi đó giá cà phê tăng phiền thứ ba liên tiếp, còn giá tiêu thì vẫn đi ngang. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm giá trên diện rộng. Cần Thơ là địa phương sụt giảm nhiều nhất với mức biên độ lên tới 4.000 đồng một kg, từ 35.000 đồng một kg về còn 31.000 đồng một kg. An Giang hôm qua được giao dịch với giá 34.000 đồng một kg, nay giảm còn 31.000 đồng một kg. Ngoài ra, một loạt các tỉnh thành khác cũng có xu hướng đi xuống như Tây Ninh từ 34.000 đồng một kg giảm xuống 32.000 đồng một kg. Đồng Tháp có mức giảm tương ứng về 30.000 đồng một kg. Tại các tỉnh miền Trung, giá heo có xu hướng giảm 2.000 đồng một kg. Giá heo hơi giao động từ 27.000 đồng một kg đến 38.000 đồng một kg. Giá heo tại miền Bắc tiếp tục đi ngang với mức giá giao động từ 25.000 đồng 1 kg đến 35.000 đồng 1 kg. Thị trường nông sản ngày 1 tháng 6 cũng ghi nhận giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp với giá cà phê nguyên liệu tăng 400 đồng Cụ thể, giá cà phê tại huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng ở mức 33.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà thấp đang ở mức 33.300 đồng trên 1 kg. Tương tự, giá cà phê ở huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắc, Ea Hơ Leo, tỉnh Đắk Lắc, giao động trong khoảng từ 33.700 đến 33.900 đồng 1 kg. Tại huyện Buôn Hồ, giá cà phê ở mức 33.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 33.200 đến 33.900 đồng 1 kg. Giá tiêu tại Tây Nguyên và miền Nam ngày 1 tháng 6 đi ngang sau khi tăng nhẹ ngày hôm qua. Giá tiêu trong nước đang giao động từ 43.000 đồng đến 45.000 đồng một kg. Cụ thể, giá tiêu tại Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu đang có mức giá cao nhất 45.000 đồng một kg. Giá tiêu tại Đắk Lắc, Ea Hư Leo, Đắk Nông, Giang Nghĩa đang ở mức 43.000 đồng một kg. Riêng giá tiêu tại Gia Lai, Chư Sê, giá duy trì ở mức 43.000 đồng một kg. Bình Phước giữ ở mức 44.500 đồng một kg.